Diễm Loan nè, nếu mà nói một chiếc xe đạp hoạt động như một chiếc xe máy thì không biết là Diễm Loan nghĩ sao? Xe đạp thì có nghĩa là xe đạp, Ừ. mà xe máy thì phải là xe máy chứ. Làm gì có cái chuyện mà xe máy và xe đạp nó kết hợp lại với nhau như vậy. Hoặc là nếu có chăng thì nó phải là một cái xe đạp điện. Ừ. Chứ không thể nào nó là một cái chiếc xe đạp mà hoạt động y chang như một cái xe máy hoạt động được. Không thể. À, Diễm Loan nghĩ cái chuyện này lạ cũng đúng thôi. Bởi vì những cái chuyện mà độc lạ ở miền Tây mình thì có rất nhiều quý vị ạ. Khi mà mới đây có một người đàn ông ở độ tuổi là U60 ở Vĩnh Long đã chế tạo thành công chiếc xe đạp chạy bằng động cơ máy cắt cỏ, độc nhất vô nhị khiến cho nhiều người thích thú. Đúng là nghe qua thì Loan cảm thấy rất là ngạc nhiên và vô cùng hiếu kỳ. Vậy còn chần chờ gì nữa? Mời quý vị chúng ta cùng về Vĩnh Long để tận một sở thị chiếc xe đạp độc lạ này nhé. Những ngày gần đây, bà con tại vùng quê huyện Mang Thít không khỏi hiếu kỳ và ngạc nhiên khi được tận một sở thị phương tiện giao thông có phần kỳ lạ này. Lạ ở đây bởi nó vốn là chiếc xe đạp, nhưng khi hoạt động lại gần giống như xe gắn máy. Đây là thành quả sau hơn một tháng mày mò nghiên cứu của ông Nguyễn Văn Việt, người đã chế tạo thành công chiếc xe đạp chạy bằng động cơ máy cắt cỏ độc nhất vô nhị khiến nhiều người thích thú. Chạy thấy cái tốc độ nó thấy cũng nhanh lắm, cũng cần khoảng chừng 30 cây số hoặc 40 số giờ có. Thấy là coi như nó không giống ai. Cái người mà thuần thục về xe đạp là chạy được ha. Mình chạy bình thường á, mà không có đạp á, thì khoảng 45-50 cây số một lít. Ông Việt vốn là người đam mê xe và chế tạo từ bé. Ban đầu ông chỉ mua chiếc xe đạp thể thao để tập thể dục buổi sáng. Nhưng do lớn tuổi, có lúc ông đạp về nhà không nổi, nên mới chế ra chiếc xe đạp gắn động cơ máy cắt cỏ cho tiện di chuyển. Ban đầu, ông lão U60 này bắt đầu tìm hiểu thêm thông tin trên mạng Internet, rồi dần dần phát thảo nên hình mẫu chiếc xe của riêng mình mà chẳng cần đến bất kỳ bản vẽ kỹ thuật nào. Dù đã có ý tưởng, nhưng ông Việt phải mất hơn một tháng trời để săn một số chi tiết linh kiện phù hợp. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, U60 này đến cơ sở cơ khí trong vùng nhờ họ gò hàng và lắp ráp các chi tiết vào thành một xe đạp có động cơ máy cắt cỏ hoàn chỉnh theo ý muốn. Khó khăn đó là nó ráp vô nó không chạy, máy nổ, nhưng mà xe nó không chạy được, nó chạy chậm rì ha, mà nóng quá thì nó bị cháy cái bố tự động của nó đó. Đó là khó nhất đó. Rồi chú mới mài mò nghiên cứu là chế ra cái bộ giảm tốc để cho nó không có bị cháy cái bố nữa. Ngoài chiếc xe đạp được ông mua mới thì các bộ phận như động cơ máy cắt cỏ và các chi tiết hay linh kiện còn lại đều được ông mày mò chế tạo hay tận dụng từ những thiết bị sẵn có ở quanh nhà. Để có chiếc xe đạp gắn động cơ máy cắt cỏ vừa ý, ông Việt phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần, hết tháo lắp rồi đến việc tìm linh kiện thay thế phù hợp. Theo ông Việt, nguyên tắc hoạt động của chiếc xe này vô cùng đơn giản. Xe được khởi động bằng cách giật dây động cơ máy cắt cỏ. Vận tốc tối đa có thể đạt 40 km/h. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ông đã gắn thêm cho chiếc xe này một bộ kính chiếu hậu, chuông báo, đồng hồ km và cả đèn năng lượng mặt trời. Máy phát cỏ đem ra phát cỏ hoặc là để mình xịt lúa đồ này kia vô bình xịt thôi. Chứ đâu ngờ chế biến ra được cái xe đạp như vậy. Chạy đạp bằng giò, còn cái này tự nhiên là nó chạy rồi, ông chỉ gác giò lên là ông chạy ông lái thôi, cũng như là xe ông đa mình vô số chạy vậy á. Ta thấy chiếc xe này là ta chạy cặp kè sang đích là ta lên dòm máy nổ hồi người ta chạy lên ta hỏi xe này mua ở đâu vậy. Mình thấy mình thích, mình chạy ra đường là có người hỏi liền, chạy theo hỏi liền. Mình thấy mình tự hào là mình suy nghĩ được cái chuyện hơi lạ hơn người ta, mà khả năng của nó hoạt động tốt chứ không phải là giỡn. Sau hơn một tháng nghiên cứu và thực hiện, U60 này đã thành công khi hô biến xe đạp thành xe máy chỉ với chi phí gần 10 triệu đồng. Giờ đây, mỗi khi thấy ông Việt chạy xe đạp động cơ máy cắt cỏ ra đường thì từ trẻ nhỏ đến người lớn đều khoái chí ngắm nhìn, bởi đây có thể là chiếc xe đạp độc lạ nhất ở miền Tây.